Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Kim Luyến Bolero đam mê nghệ thuật. Đầu tuần Kim Luyến xin mến chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, an lành. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi, ủng hộ Kim Luyến trong thời gian qua. Hình như là chắc là có một số người hiểu lầm là cái số điện thoại trên cái bài hát mà Kim Luyến hát á, đó là số điện thoại của Kim Luyến, nhưng mà không phải mọi người ơi. Đó là cái số điện thoại của kênh karaoke T và THD, chứ không phải là cái số điện thoại của Kim Luyến. Tại vì Kim Luyến nhờ cái beat nhạc đó, cho nên là Kim Luyến để nguyên lại để quảng cáo cái kênh của karaoke đó, chứ không phải là số điện thoại của Kim Luyến. Cho nên là nếu có ai đó hiểu lầm ở đây thì xem được cái clip này thì lưu ý giùm Kim Luyến nha. Kim Luyến cảm ơn mọi người rất là nhiều là đã quan tâm đến Kim Luyến, nhưng mà cái đó không phải là số điện thoại của Kim Luyến nha mọi người ơi. Và liên tục thì xin mời tất cả mọi người song ca cùng Kim Luyến một ca khúc rất là quen thuộc mà Kim Luyến cũng rất là thích từ rất lâu rồi, nhưng mà có lẽ là Kim Luyến hát sẽ không hay, tại vì cái giọng Kim Luyến hình như nó không hồi phục như lúc trước được. Lúc nào nó cũng như là nó khàn khàn, nó mất hơi, cái giọng nó rất là yếu, nó không hồi phục được như trước được. Xin mời tất cả mọi người hát với Kim Luyến ca khúc Bức Tâm Thư, sáng tác của Lam Phương và Hồ Đình Phương. Xin mời tất cả mọi người cùng hát với Kim Luyến nha. Kim Luyến cảm ơn rất là nhiều ạ. Vài hàng quý anh chiều mến, vừa rồi làng có chuyện tình. Đời thường tìm sang giàu tới, lòng này thì khắp tình ơi. Cầm tay súng tầm quân tươi cười, tầm đang lớn đầy tơ, nhờ trời cam quýt đã lên mùa. Em đem tới đồn mà tặng anh, nguyện cầu cho năm tròn tháng. Vài hàng gửi anh chiều mến, vừa rồi làng có chuyện tình. Đời thường tìm sang giàu tới, lòng này thì khác tình ơi. Cầm tay súng tầm quân tươi cười, tầm đang lớn đầy tơ, nhờ trời cắm quýt đã lên mùa. Em đem tới đồn mà tặng anh, nguyện cầu